mà qua tay con này nó phải thích qua tay xa xa, thì các bạn đứng gần gọi nó nằm ngơ lắm. Ê! Ê! Đấy, về rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay lên sàn tiếp cho các bạn một vài con Shikra và diều ấn các bạn nhé. Đây là trên này là hai con Shikra của mình các bạn. Đó, hai con Shikra mới của mình đây. Con này là con mái nhé các bạn nhé, mái khủng, con này tầm 250g này. Con này thì con trống thì nó mới về các bạn, mới về thôi. Đấy, con mái này cũng khủng này các bạn. Con mái này thì cũng khá là to đấy. Con mái này chắc phải 230g đấy các bạn. Cũng thuộc dạng khủng này. Con này thì khủng hơn các bạn. Khủng hơn 250 mấy gam gì đấy. Cả túi bổi nữa là 260 mấy gam các bạn. Đấy, nồng lá cực kỳ đẹp nha các bạn nhé. Đấy. Những con mái này thì mình sẽ bán 350 nha các bạn nhé. Đấy là mình báo giá chim mới về thôi, còn mình thuần được tới đâu thì thuần nhé các bạn nhé. Đấy, còn con trống các bạn. Đấy, con trống này thì cũng mới về các bạn, mới về nông ná thì mình mới rửa đi cho nó thôi. Con này cũng rất là đẹp, nó nhỏ hơn con mái một xíu thôi. Được chưa? Cho mình lên cầu đi, tí nữa nó nhảy lên cầu thôi các bạn. Ngoài ra thì nhà mình vẫn có diều trắng, những con này thì mình nuôi cả tháng rồi các bạn. Bây giờ nó mới gần tuần phun nông ấy, nhưng mà vẫn chưa tập được các bạn. Những con này nó mới đang chập chững nó bay thôi. Có những con mình vào dây chân đấy các bạn. Ai cú mini đây các bạn, 150k 150k các bạn. Ở trên này ba em diều trắng của mình nhá. Con này thì khá là to, còn con này thì lượn free đây các bạn, free line này. Con này lượn tốt lắm rồi các bạn, lượn rất là tốt rồi nhá. Con này thì chưa tập thành gì, con này cũng chưa tập thành gì luôn này. Hôm qua là mắc mưa các bạn, người nó vẫn ướt nhẹp luôn. Yeah. Đấy, ok, vào với diều ấn các bạn nhé. Đây, hiện tại cho mình còn mấy con diều ấn các bạn. Mình phải bắt con diều ấn bổi non cho bạn coi. Đấy, con này con bổi non nha các bạn nhé. Diều ấn bổi non này. Đứng kiểu này, trong này nó hơi tối các bạn, hơi tối nhá. Bổi non rất là đẹp luôn. Đấy, bổi non thì phải bán 450 cho các bạn nhá. Con này thì mái khủng đấy các bạn, mái khủng. Con này thì bán 400, nếu mà tập mổ ăn thì bán 450 nha các bạn nhá. Bổi non thì mình bán sẽ đắt hơn một tí. Dạ. Yeah. Đấy, nó ở trong lồng thì nó bay vậy các bạn, tí mình về mình ra ngoài thì nó lại nhảy lên cầu thôi nha. Ê. Ok, làm vài vòng nhá. Ok, bây giờ mình đứng xa xa mình gọi cho nó dễ, các bạn đứng gần có khi lại khó gọi. Đứng khoảng tầm 50m, 100m gọi nó dễ hơn. Yeah. Các bạn thấy tốc độ bay của nó không? Cực kỳ nhanh luôn. Con này kiểu nó vậy, phải đứng xa, càng xa nó gọi thì càng sướng. Cho mày vài vòng đã rồi hãng ăn nha. Biết bay đi đâu rồi các bạn. Điện về rồi các bạn. Bay một vòng không biết nó bay đi đâu luôn. Giờ lại thấy bay về. Yeah. Rất tốt. Tiếp nào. Ê. 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 Chưa muốn đậu luôn. Hey. 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 Vậy. Đó. Hoàn thành quả này chắc phải bay 4-5 vòng các bạn, 5 vòng thấp cái dãy của nhà mình luôn. Đấy, chưa cho ăn gì đâu, lực vẫn đang còn yếu. Cho ăn tí nữa thì nó mới khỏe lên được nhá. Ok.